Thưa quý vị khán giả, xã Núi Tượng là xã nông thôn mới vùng sâu vùng xa khó khăn của huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Do nhiều hạn chế nên quá trình xây dựng nông thôn mới của xã chậm hơn so với các địa phương khác. Xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để xây dựng đạt xã nông thôn mới nâng cao, một trong những vấn đề địa phương đặc biệt chú trọng là phát triển sản xuất nông nghiệp đúng hướng, hiệu quả, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn. Một trong những mô hình có tiềm năng kinh tế cao tại xã hiện nay là mô hình trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ. Vườn sầu riêng này là của hộ gia đình ông Trần Văn Dạy, ấp 2 xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai. Hộ ông Dạy hiện có 1,5 hectare đất chuyên canh chủ yếu giống sầu riêng Thái. Sống trong khu vực thổ nhưỡng phù hợp trồng các loại cây ngắn ngày, tầng dinh dưỡng ít cộng với việc canh tác sầu riêng giai đoạn đầu theo cách thông thường, sử dụng nhiều phân thuốc hóa học, đất ngày càng bạc màu và không đủ dinh dưỡng nuôi cây. Để cải tạo đất, năm 2015, hộ ông Chạy quyết định chuyển dần sang hướng canh tác sầu riêng hữu cơ. Hiện tại, vườn sầu riêng của gia đình ông Chạy đảm bảo canh tác 90% hữu cơ thân thiện môi trường. Cái vườn nó cũng tạm ổn, thì nhiều khi anh em ta cũng muốn đến để người ta tham khảo, nhưng mà mình cũng truyền đạt, thì bây giờ trước mắt thì mình xử lý phân chuồng, rồi khi thu hoạch xong thì mình cũng xử lý bộ rễ nó, tưới trico hay là LIS hay là ridumin rồi vậy đó. Thì nói chung là đây là mình không qua trường lớp, nhưng mà rút kinh nghiệm từ cái mình làm hàng năm mình bị thất bại đó, rồi mình mới rút được cái kinh nghiệm, chứ không thất bại chắc cũng không biết như vậy đâu. Sau gần 10 năm cải tạo đất, giải trừ lượng phân, thuốc hóa học trong đất và trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ, hộ ông Chạy đã ghi nhận những thay đổi lớn. Bề mặt đất mềm, màu mỡ, dinh dưỡng từ những lớp đất sâu được tái tạo, bộ rễ sầu riêng phát triển tốt, cây lá xanh tốt và cho thu hoạch đạt năng suất. Việc trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ là một trong những vấn đề địa phương đặc biệt quan tâm. Đối với địa phương thì cũng tạo mọi điều kiện. Đối với hội nông dân, rồi kể cả ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể thì cũng đã tuyên truyền đến bà con nông dân, tổ chức các cái hội nghị để thông qua sinh hoạt chi hội, thì cũng đã trao đổi bà con về cái cấp mã vùng trồng, thì cũng được bà con nhân dân là cũng đồng tình hưởng ứng. Thì một số doanh nghiệp, cái này thì đa số là các cái doanh nghiệp người ta về người ta hỗ trợ bà con để đăng ký cái mã vùng trồng. Hiện nay đối với địa phương thì cũng đã có gần 100 hộ đăng ký cái mã vùng trồng đối với cây sầu riêng. Tuy nhiên đến hiện nay thì các cái doanh nghiệp thì cũng chưa trả lời gì về cái việc đã được cấp hay chưa đối với bà con. Thì cũng đối với địa phương thì cũng mong muốn rằng thì tôi thì cũng thường xin liên hệ với các cái doanh nghiệp đấy, xem bà con đã có mã vùng trồng chưa, thì cũng tạo điều kiện cho bà con là có cái mã vùng trồng, thì tạo điều kiện cho cái việc mà đầu ra của bà con nông dân. Đấy. Khu vực ấp 2 xã Núi Tượng hiện có khoảng 60 hectare trồng sầu riêng. Ấp 2 hiện có diện tích trồng sầu riêng lớn nhất xã, đặc biệt chủ lực giống sầu riêng Thái. Cái nói chung thì bây giờ là mình nói đi, nếu mà đã hiểu am hiểu kỹ thuật rồi thì thằng nào cũng như thằng nào thôi, nhưng mà thằng đi thì nó ưu điểm hơn là nó dễ làm trái hơn, nhưng mà thằng Thái thì nó hơi khó, nhưng mà mình biết rồi thì nó cũng không có. Nếu mà gặp thời tiết bất lợi rồi thằng ri hoặc thằng Thái, thằng nào cũng phải chịu hết, nhưng mà thằng Thái thì nó hơi khó làm hơn tí, mình tỉ mỉ hơn chút. Cái thằng Thái thì nó cho lợi nhuận cao, mà cái năng suất nó cũng cao luôn, mà cái giá trị nó cũng cao, rồi cái vấn đề bệnh hoạn nó cũng ít hơn ri nữa. Nếu mà cho dùng đất này ngang, còn hiệu quả kinh tế thì thằng Thái nó phải, nếu mà nó đạt như nhau là thằng Thái nó gấp rưỡi thì không cũng cỡ gấp rưỡi thằng ri. Nếu mà cùng diện tích cùng một sản lượng thì cái giá trị của thằng Thái nó sẽ cao như vậy. Về phía hội nông dân thì rồi địa phương cũng như là các cái tổ chức đoàn thể thì cũng tuyên truyền đến bà con để cho cái thứ nhất là vừa được cái hiệu quả của cây trồng, thứ hai nữa là cây trồng nó bền vững hơn. Thì trên địa bàn ấy chủ yếu là bà con tập trung là nuôi dê cũng nhiều, nguồn phân dê, rồi phân heo và phân bò, chủ yếu là phân bò. Thì bà con tập trung cho cái việc là cái nguồn phân hữu cơ là chủ yếu. Thế còn phân hóa học thì chủ yếu là vào những cái thời điểm mà cần sử dụng thì bà con mới sử dụng đó.
để đảm bảo cho cái cây trồng phát triển. Hiện nay thì đối với địa phương thì hơn 100 hộ trồng sầu riêng thì nó có độ 80%, 80% là bà con chuyển dần dần sang cái sử dụng hữu cơ. Bởi vì sử dụng hữu cơ thì cây thì nó bền vững, tuy rằng thì năng suất nó không đạt như là sử dụng phân hóa học, nhưng mà cái độ bền và cái cây nó bị ít sâu bệnh hơn và ít bị bệnh xì mũ rồi các cái bệnh khác ở trên cây hơn. Hiện nay xã Núi Tượng có khoảng 140 hecta, trong đó khoảng 80 hecta trồng sầu riêng Thái, khoảng 80% diện tích sầu riêng trồng theo hướng hữu cơ. Thu nhập bình quân trên 1 hecta sầu riêng Thái trừ các chi phí, nông dân xã Núi Tượng ước lãi khoảng 700 đến 900 triệu đồng một năm. Hiện địa phương đang hỗ trợ cấp mã vùng cho nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả, cùng mô hình trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ, giá trị kinh tế cao, một trong những mô hình chăn nuôi mới được chính quyền địa phương xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, Đồng Nai đánh giá cao là mô hình nuôi lươn. Sau đây là ghi nhận tại ấp 1, xã Núi Tượng. Trại nuôi lươn này của hộ gia đình ông Phạm Thành Đậm, ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Năm 2022, hộ ông Đậm thí điểm 200m² nuôi lươn thịt. Được 200m², cái tổng đầu tư chuồng trại thì cũng khoảng gần 200 triệu. Nói giờ tiền lương giống 30.000 con cũng khoảng là 130 triệu nữa. Là trên 300 triệu, khoảng 350. 350, nhưng mà nuôi trong quá trình nuôi 30.000 con đó thì đến ngày mà xuất chuồng á thì được 6 tấn 2. Thì trong đó nó hao hụt khoảng là 10 đến 15%. Nói nhưng mà còn được 6 tấn 2 thì thí điểm nuôi lươn thịt đợt đầu với khoảng 25.000 con giống thành công. Hộ ông thu được 6,2 tấn lươn thịt và bán cho thương lái mức giá 120.000 đồng một ký. Trừ các chi phí, ông Đậm lãi được vài trăm triệu đồng. Từ thành công ban đầu, hộ ông Đậm quyết định đầu tư mở rộng diện tích từ 200m² lên 1.000m². Hiện nay hộ ông Đậm nuôi khoảng 100.000 lươn thịt. Giá lươn thịt thời điểm này khoảng 117.000 đồng một ký. Để lươn đạt năng suất và phòng tránh những rủi ro, tại trại, ông Đậm nuôi lươn theo đúng kỹ thuật mới, có các biện pháp phòng trừ bệnh trên lươn. Đặc biệt, ông chú ý cho lươn ăn đúng cách, lượng thức ăn phù hợp với trọng lượng lươn và chia nhỏ khẩu phần ăn, tránh trường hợp cho lươn ăn tập trung một lần, lươn no căng bụng có thể chết ngợp gây hao hụt lớn. Cái quan trọng là mình cho ăn. Tại sao mà quan trọng mình cho ăn? Tại con lươn nó nhỏ, mình cho nó ăn thức ăn khô. Ví dụ bây giờ nó ăn chỉ có 8 viên thôi. Là cái bao tử nó còn một khúc, nhưng mình cho mình luyện cho nó ăn, mà đến nỗi mình thấy thức ăn mà trên miệng nó mà trên mặt hồ mà còn là nó quá no, là một lát sau lòng nước nó ngấm vô rồi đầu thức ăn nó nở ra là con lươn không bao giờ chịu được cái đường ruột. Cho nên cho ăn là phải luyện 3 lần ít nhất, bây giờ một ít, một lát một ít, rồi hết được một lát một ít nữa, chứ không phải mà lại xào cho nó ăn. Rồi thức ăn bây giờ ở thị trường thì nó bán bao, mình chỉ mua về là mình xúc, mình cân ký, rồi mình trộn thêm thuốc men hay là chất dinh dưỡng này kia nọ vô thêm cho nó ăn. Theo quy định hàng tuần là như vậy, còn chuồng trại cứ một tuần là sát khuẩn một lần, là không nên bỏ qua. Cái khâu chăm sóc là rất là quan trọng. Nếu mà không khéo để con lươn mà nó bệnh một cái rồi là nó chết, có thể là một chuồng 5.000 nó dám chết 2-3.000 luôn. Hiện xã Núi Tượng có 3 hộ làm mô hình nuôi lươn. Qua thời gian thí điểm, chúng tôi đánh giá mô hình này rất hiệu quả. Thì cái trước kia thì bà con thì thường nuôi heo, nuôi ấy thì cái năng suất với nó cũng không được cao, nên là bởi vậy nên là bà con thì có đi học hỏi các xã bạn thì coi như là cũng đang tự nuôi để coi như là trải nghiệm, mà thấy coi như cái mô hình này thì cũng tương đối coi như là về cái nước sạch thì đảm bảo về cái không bị ô nhiễm môi trường mấy. Thứ hai là cái năng suất như hiện nay thì theo như bà con thì cũng nói là tương đối là có hiệu quả, nên là xã thì cũng đang từ các cái mô hình này thì cũng đang muốn là cho bà con dân là sẽ nhân rộng cái mô hình này lên để coi như phục vụ cái kinh tế của bà con ngày càng được phát triển hơn. Là mô hình mới và mới chỉ vài nông hộ áp dụng,
Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế cao nên mô hình nuôi lươn là một trong những mô hình mới được chính quyền địa phương xã Núi Tượng, huyện Tân Phú quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân phát triển và nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những món ăn dân dã được rất nhiều người yêu thích đó chính là lẩu cua đồng. Và ngày hôm nay Minh Tâm đang có mặt tại vườn Úc Tiêu, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh và được gặp gỡ cô Võ Thị Hồng. Cô có thể gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình được không ạ? Chào bà con. Mình là Võ Thị Hồng. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cô Võ Thị Hồng hướng dẫn cách làm lẩu cua đồng như thế nào nhé. Nguyên liệu chính của món lẩu cua đồng này là gồm những nguyên liệu gì ạ? Cua là cô lọc ra rồi cô nấu lên. Nấu lên rồi có tôm, thịt, mọc. Rồi bên này là có rau, mướp, là hủ qua, rừng. Những cái nguyên liệu này là cô trồng tại vườn. Thì cái cách đầu tiên mình làm đó là gì ạ? Cua. Cô xay cua xong rồi bắt đầu là cô lược ra rồi cô nấu rồi cô nêm ra vị vô, gia vị vô xong rồi nấu sôi lên là cô bỏ tiêu, hành phi các cái vô. Thời gian chuẩn bị các nguyên liệu này thì trong khoảng bao lâu ạ? Khoảng một tiếng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ Minh Tâm và cô Hồng mời quý vị cùng thưởng thức món lẩu cua đồng nhé. Quý vị khán giả vừa đến với chương trình Nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.